đối với SC thì SC nghĩ rằng là đây là sự cố đáng báo động rồi. SC đã từng trải qua rất nhiều sự cố, chẳng hạn như bị rách quần, rồi bị giật tóc, bị bóp đít nó nhẹ hơn cái này nha. Nhưng mà với con gái thì không nên, tất cả mọi thứ đều không nên. Rồi bị trội đồ, bị cắn, chảy máu, bị giật đồ trên sân khấu. Nói chung là có rất là nhiều trường hợp xảy ra rồi, và đây là trường hợp đầu tiên. Và Messi dù như thế nào, nếu như nó là tác động bên ngoài, Messi nghĩ là cũng đừng nên. Bởi vì nếu như mọi người đã thực sự yêu thương nghệ sĩ đó và thích nghệ sĩ đó, thì mọi người hãy 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 thể hiện nó một cái cách nào đó nó đúng đắn hơn, chứ đừng có thể hiện bằng cách là tò mò gì. Bởi vì có những cái nó gọi là riêng tư, thì cũng không nên. Mọi người chưa Em suy nghĩ rằng là chưa mọi người chưa có được cái quyền vượt quá giới hạn. Khi mà người ta đụng chạm với cái nơi mà nhạy cảm của mình ấy, thì giống như người ta chọc lét mình thì mình cũng đã giật mình rồi, đúng không? Nhưng mà cái này là một cái nơi rất là nhạy cảm, gọi là cái nơi không nên cho người ngoài đụng vô, thì cái phản ứng đầu tiên của mình sẽ là bất ngờ. Và thứ hai là si cảm thấy là mình hơi bị thiếu tôn trọng và hơi bực tức một chút xíu. Nhưng mà khi mà mình đứng trên sân khấu, người ta hành động với mình một hành động khá là không được duyên dáng, thì bây giờ mình phải làm sao? Thì AC mới nhìn xuống xung quanh là AC thấy có rất là nhiều khán giả, mà nếu như mà mình phản kháng cái chuyện đó, không phải là mình sợ, nhưng mà nếu như mình phản kháng là cái chuyện đó, thì có phải là cái buổi biểu diễn mình sẽ bị cắt ngang ở đó, và tất cả những người khán giả đó người ta sẽ kiểu cảm giác rằng là mình không được tôn trọng. Thì AC muốn rằng là lúc đó phản ứng của AC là mình phải kiềm chế lại và mình phải hoàn thành tốt trong biểu diễn của mình để mình tôn trọng khán giả ở xung quanh trước, thì sau đó mình muốn làm mình làm. Thì đó là cái phản ứng của AC. Và nhưng mà sau cái sự cố lần này thì AC cũng rất là mong muốn, bởi vì mình là con trai cho nên thật ra mọi thứ nó cũng sẽ dễ dàng hơn, mình cũng sẽ dễ bỏ qua hơn. Nhưng mà bởi vì đây cũng là lần đầu tiên, chứ nếu có lần thứ hai thứ ba thì chắc chắn là sẽ bắt buộc phải lên tiếng để bảo vệ cho những nghệ sĩ rồi. Nhưng mà nếu đây là trường hợp của một nghệ sĩ nữ, thì suy nghĩ rằng đây nó sẽ làm một cái điều gì đó nó làm tổn thương người ta rất là nhiều, và rất là mong muốn những nơi tổ chức chương trình, những nhà những ban tổ chức, những cái concert, những cái show như thế này, thì nên có một lực lượng an ninh bảo vệ để mà có thể hỗ trợ cho những nghệ sĩ có được một tinh thần tốt nhất để cống hiến cho khán giả. Và ngoài ra thì những người khán giả đến đấy, khi mà người ta được bảo vệ an toàn, người ta cũng cảm giác là người ta tự tin để người ta thể hiện, cũng như là người ta thưởng thức những cái show diễn. Thật ra là SC cũng có rất là nhiều người khuyên, cũng như là có những cái luật sư đã liên hệ với SC để nói là bây giờ làm lớn chuyện lên đi, bởi vì thật ra là cũng nên có những cái tiếng nói đầu tiên, nên có những cái phát súng đầu tiên để mà bảo vệ quyền lợi của con người ở Việt Nam. Nhưng mà SC nghĩ rằng là làm ai cũng sẽ có những cái lầm lỡ và ai cũng sẽ có những cái sai trái, thì SC rất là mong muốn mọi người, nếu như mọi người thật sự, thì mình nhìn nó theo hai hai khía cạnh. Một là nếu như người ta có
có cái vấn đề gì đó thì người ta cũng đã sẽ phải trải qua những cái áp lực của, bởi vì cái hình ảnh của người đó cũng đã được đăng lên rồi và người ta cũng sẽ cảm thấy tự xấu hổ rồi. Nếu như người đó không tự cảm thấy tự xấu hổ thì ST cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng mà thứ hai là bởi vì mình là con trai ấy, cho nên là mình cũng mong muốn rằng là mình bỏ qua những cái sai phạm của người ta một lần. Bởi vì thật ra là nếu mà nói gì thì nó cũng chưa có, nếu như là AC thấy cái trường hợp này với những người thân thiết của AC, những cái người mà fan thân yêu của AC thì AC sẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ. Còn hiện tại thì AC vẫn mong muốn là người ta có thể sửa sai. Và ngoài ra thì AC, nhưng mà đừng có lần thứ hai thứ ba nhé, AC chắc chắn sẽ làm lớn chuyện thì nó.